Thưa quý vị, sáng nay tại khu di tích và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an. Buổi lễ không chỉ thể hiện khát vọng về một năm mới thái bình an vui, mà còn là chỉ dấu cho thấy du lịch nội địa đang phục hồi. Lịch sử đất nước hàng ngàn năm phải chống chọi với chiến tranh, rồi thiên tai địch họa. Thế nên trong tâm thức của người Việt Nam luôn hướng tới sự bình an. Lễ cầu quốc thái dân an, một nghi thức tôn giáo từ xa xưa cũng hướng đến mục tiêu cao cả ấy. Nhất là dưới triều Trần, một trong những triều đại phong kiến thịnh trị nhất trong lịch sử Việt Nam, luôn lấy sự thịnh vượng của quốc gia dân tộc, lấy sự an vui của nhân dân làm thượng sách giữ nước. Phật Hoàng về đây tu hành cũng chỉ cầu nguyện cho quốc thái dân an, cũng luôn luôn đặt vấn đề an dân, an sinh, bình yên của quốc gia lên hàng đầu. Kể cả dẹp giặc cũng chỉ để an dân. Cho nên là khi cụ thành lập một cái Phật giáo Trúc Lâm, Phật giáo chỉ làm cho nhân dân Việt Nam bình yên, ấm no, hạnh phúc. Năm nay, để thích ứng an toàn với dịch Covid-19, các di tích, cơ sở thờ tự trong cả nước sẽ không tổ chức lễ hội xuân mà chỉ tổ chức phần lễ tâm linh theo văn hóa truyền thống. Nhìn từ Quảng Ninh, với hệ thống di sản văn hóa phong phú và độc đáo, cùng với tỷ lệ tiêm phủ vaccine đạt 97%, thì việc người dân du xuân với một khát vọng bình an là những chỉ dấu cho thấy du lịch đang khởi sắc. Chúng tôi đã có 682 các cơ sở du lịch dịch vụ, trong đó bao gồm các điểm di tích, là đã được công nhận là đủ tiêu chuẩn dán nhãn xanh an toàn về du lịch. Và tỉnh Quảng Ninh đang triển khai rất tích cực tất cả các cái chiến lược để mở cửa đón khách du lịch. Chúng tôi kỳ vọng và mong muốn và năm nay chúng tôi sẽ đạt khoảng 10 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Ninh, và trong đó thì có 1,5 triệu khách lượt khách quốc tế. Sau gần 2 năm đóng băng, du lịch nội địa dần sôi động trở lại. Dịch Covid-19 đang trong tầm kiểm soát, không chỉ là đòn bẩy để du lịch hồi phục mà còn là cách để du khách thích nghi với du lịch an toàn. Trong đó, du lịch văn hóa sẽ là sản phẩm cốt lõi của du lịch Việt Nam, để Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.